Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai cho biết, đến nay Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn đã phê duyệt hồ sơ hỗ trợ tiền thuê nhà trọ cho người lao động theo quyết định số 08 của Chính phủ với tổng số tiền là gần 340 tỷ đồng, trong đó đã giải ngân số tiền hơn 311 tỷ đồng. Cụ thể, đã có trên 240.000 người lao động của 2.527 doanh nghiệp được phê duyệt hỗ trợ. Đồng Nai cũng là một trong những tỉnh dẫn đầu cả nước về giải ngân chính sách hỗ trợ tiền thuê trọ cho người lao động với số tiền trên 211 tỷ đồng. Cũng theo Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Đồng Nai, hạn nộp hồ sơ hỗ trợ tiền thuê nhà trọ cho người lao động theo quyết định số 08 của Chính phủ chỉ đến ngày 15 tháng 8. Tuy nhiên, đối với các hồ sơ mà Sở đã tiếp nhận thì sẽ tiếp tục xem xét phê duyệt. Hiện Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố đang tiếp tục xét duyệt những hồ sơ đã nhận để chi trả cho người lao động kịp thời, đảm bảo đúng tiến độ trong tháng 8 này.